Thời gian dự tính cưới của hai bạn là lúc nào? 28 tháng 12 là sẽ là đón dâu về Vũng Tàu. Còn ngày 1 tháng 10 thì đàn gái sẽ tổ chức ở Sài Gòn. 10 tháng 1. Sao cái ngày cưới lộn hoài, hồi nãy ở trong sinh chỗ make up tôi hỏi cũng lộn ngày. Bây giờ ra đây hỏi do cái ngày cưới đổi tới đó lui nhiều lần. Là do công việc với lại do chuẩn bị trang phục cưới. Nói chung đây là mình cũng lo rất là nhiều mọi thứ trong cái lễ hôn nhân này. Trong đây là mình muốn chuẩn bị cho nó kỹ. Trong đây là hay lộn ngày 1 tháng 10 với 10 tháng 1. Mà để chuẩn bị ngày cưới thì hai bạn có những khó khăn gì? Tại vì biết Chi là người rất là kỹ tính. Hồi 20 năm trước là đã kỹ rồi, 20 năm sau chắc còn kỹ dữ nữa. Thì có những gặp cái khó khăn gì cho cái đám cưới này? Hiện tại giờ nói chung nên làm đám cưới này là Khánh Chi làm bằng cả cái tấm lòng của mình. Tại vì Khánh Chi làm con gái nó đã khó khăn hơn những người con gái bình thường. Sinh ra đã là con gái rồi. Thì với cái hôn nhân của người con gái bình thường nó rất là đơn giản. Còn đối với Khánh Chi tìm được người bạn đời và để cho có một cha mẹ đi cưới hỏi đàng hoàng, đó là một chuyện rất là khó. Không phải ai cũng có thể làm được, mà Khánh Chi là một người rất là may mắn. Khánh Chi cảm thấy là Khánh Chi rất may mắn và rất là hạnh phúc khi Khánh Chi được ba mẹ chồng yêu thương và chấp nhận đi cưới hỏi mình như bao nhiêu người phụ nữ khác. Đây là cái điều Khánh Chi rất là biết ơn cha mẹ ruột mình và cha mẹ của bên chồng. Vì vậy Khánh Chi muốn chuẩn bị cho nó chu đáo, thật là kỹ cái buổi hôn lễ của mình. Thì bây giờ mình cố gắng mình có bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu. Vậy thôi. Đám cưới Khánh Chi không quan trọng là phải hoành tráng hay là như thế nào. Khánh Chi chỉ thích những gì Khánh Chi có thể làm được trong cái sức của mình. Bây giờ dù làm mình đãi nhỏ đi nữa mà mình cảm thấy mình hạnh phúc, vẫn Khánh Chi vẫn trân trọng. Chỉ cần những người thật sự thương yêu mình. Đúng. Những người thân tình. Khánh Chi chỉ mời 500 khách thôi. Đàn trai cũng mời 500 khách cũng tào. Nhỏ thôi đó nha. Đám cưới nhỏ lắm. 50 bạn. Đàn trai 500, đàn gái 500. Có ngàn hai bên là nhỏ thôi. Còn một vấn đề nữa trước khi kết thúc câu chuyện, tại vì trong nghề nhưng mà đâu có dịp để nói chuyện. Thì nhân chương trình thì nói hỏi luôn. Bà hỏi đi. Hỏi đi phải không? Bà hỏi đi, tôi chờ bà hỏi đi, tôi nói đúng không? Cái vấn đề tuổi tác nó có ảnh hưởng gì đến tình yêu của hai bạn không? Tuổi tác thì thật sự ra là Khánh Chi cũng may mắn là Khánh Chi trẻ hơn trước tuổi. Chứ nếu như Khánh Chi mà đúng như cái tuổi thật sự thì có lẽ là sẽ ảnh hưởng. Thì nhìn với anh Ken nó cũng xứng ham. Nó cũng xứng ham. Chẳng lẽ nói không? Xứng không em? Xứng gì? Tại vì hai đứa ra đường em không có vấn đề, không cái vấn đề mà tuổi tác em cũng không quan trọng. Tại vì thấy nó rất là bình thường. Tại vì hai đứa nó cứ xem nhau à. Đâu có thấy ai lớn tuổi hơn ai đâu, nên không quan trọng chuyện đó. Bạn nhỏ hơn Chi bao nhiêu tuổi? 8 tuổi. Anh Ken sinh năm 80, 85, Khánh Chi 77. Vậy thì đâu có nhiều đâu. Tại vì có rất nhiều cặp đôi trên thế giới mà 20 mấy tuổi họ vẫn ở bên cạnh nhau được mà. Không, ngày xưa thì thật sự ra ngày xưa thì cái vấn đề tuổi tác người ta rất là quan trọng. Nhưng thật sự bây giờ thì cái vấn đề tuổi tác nó không còn quan trọng nhiều nữa. Quan trọng đây là cái tính cách của con người và cái cách cư xử như thế nào để mình chiếm trọn cái trái tim của người đàn ông thì mình sẽ là người phụ nữ thắng. Còn một câu nữa cũng rất là tế nhị nhưng mà Tường cũng hỏi luôn. Thì tại vì đã quyết định tới đám cưới mà Ken là hồi nãy là Chi giới thiệu là con trai một. Thế thì gia đình bên Ken có đặt vấn đề hay có đúng rồi? Hay quá, cô là cô làm lắm. Thì đương nhiên phụ nữ nào cũng lấy chồng là phải sinh con. Khánh Chi lại không thứ sinh con được. Thì đây cũng là một điều các Tường nói là cũng đúng, đây là một cái điều rất là khó khăn. Cha mẹ của anh Ken có nói một câu như vậy mà Khánh Chi rất nước mắt. Ba mẹ có một người con trai, ba mẹ rất là thương anh Ken và cũng rất là thương con. Tại sao? Tại vì con sinh ra con làm con gái, con đánh đổi quá lớn. Nếu mà nhìn thật sự mà hiểu thì thấu hiểu thì con rất là tội nghiệp. Không chính lẽ nào mà bố mẹ không đồng ý để cho Ken cưới con. Quan trọng là hai đứa con yêu nhau hạnh phúc thôi. Còn vấn đề con không có con được thì bố mẹ cứ nghĩ là Ken lấy vợ một người con gái đó không thể sinh con được. Cũng có rất nhiều người con gái không có thể sinh con được. Thì mình nhận con về làm con nuôi. Bố mẹ miễn mong sao là con và Ken hạnh phúc là bố mẹ vui. Còn nếu như con với Ken yêu nhau mà sau này 5-10 năm sau mà gãy đổ thì bố mẹ rất là buồn. Ken thì sao? Có khi nào Ken nghĩ đến vấn đề đó mình có buồn không? Nó cũng không buồn đâu. Tại vì cũng có nhiều đó trường hợp là con ruột của bản thân mình đó không thương mình thì sao? Tưởng tượng mình là rơi vào trường hợp đó đi thì mình đi xin con nuôi. Cũng có thể là bây giờ anh yêu em nhiều quá anh là không nghĩ tới chuyện đó sau này, nhưng mà sau này năm mười năm nữa anh lại thích thèm con á, thí dụ như vậy thì quyết sao nha. Bạn đã nghĩ tới cái tương lai, thí dụ như 5-10 năm nữa nó có cái trường hợp xấu xảy ra với thì, mình thì Khánh Chi đã nói rồi, anh Ken thích thì mình sẽ thụ thai nhân tạo, mình làm cái cách nào để mà có được một đứa con mà ok nhất cho hai đứa thì Khánh Chi sẵn sàng.
Giờ tôi hỏi một câu vô duyên nữa. Bà hỏi luôn câu vô duyên đi. Có khi nào mà bạn nghĩ rằng ví dụ như 5-10 năm nữa bạn ấy thay đổi và bỏ bạn không? Thì mình chịu thôi chứ dần sao được. Nếu như mình yêu một người đàn ông nào đó mình không tin tưởng thì chắc chắn mình sẽ khó bao giờ có tình yêu trọn vẹn. Mình cứ tin, mình cứ trao trọn hết lòng mình đi. Nếu như sau này người ta có phụ mình nữa thì người hối hận sau này là người đàn ông đó chứ không phải là mình. Hai bạn có muốn nói gì với nhau hay là khai cái những cái xấu của nhau mà muốn nhau thay đổi điều gì trước khi đám cưới không? Thì em nói trước đi. Con rồi. Muốn người ta thay đổi thì nói. Để cổ dành nói không? Anh đừng khai thật xấu luôn nha. Anh đừng khai thật xấu luôn nha. Có nhiều khai hết đi Ken. Chi á được một cái là cực kỳ nhõng nhẽo em luôn. Ở nhà là một câu anh ơi, một câu anh à. Ý như kiểu là mới yêu nhau được vài ngày á. Ý năng năm mấy mà vẫn còn nhõng nhẽo đó. Đúng không? Ý nói phong. Đúng không? Ý nói phong. Trời đừng nói năm mấy 20 năm sau nữa. Vậy nữa. Không cần thông dịch đâu. Rồi tiếp đi Ken. Lâu lâu cũng hay ghen tầm bậy hay nhằn em á. Kiểu như thấy lâu lâu thấy nhắn tin, đang nhắn tin với bạn, xoay qua nhìn. Thì hỏi là ủa anh nhắn tin cho ai vậy? Nhắn tin cho ai vậy? Như không chịu. Ghen dễ sợ. Không ghen dập nè, em phải nói rõ ràng. Cái đó đương nhiên là mình thương ai mình phải quan tâm. Thí dụ mình thấy chồng mà nhắn tin cho ai nhiều á, Khánh chỉ hỏi đơn giản thôi. Anh nhắn cho ai mà nhắn hoài vậy? Mà rõ ràng là cái tin nhắn đó là của con trai. Tên con trai, hình con trai sao em biết? Hình con trai. Em đâu có lấy điện thoại em coi nè, em biết. Bởi vì em nói là rất là ghen. Rồi, được rồi. Còn gì nữa? Hết rồi. Hết rồi. Vậy thôi, nhõng nhẽo với hay ghen. Muốn bạn ấy thay đổi cái gì? Bớt nhõng nhẽo. Trần đang gái không Trần đang nhõng nhẽo. Em nhõng nhẽo mặt em, anh chịu không chịu thì chịu mặt của anh đi. Sao mặt em không nhõng nhẽo được? Ủa cái nhõng nhẽo mà không chịu thì cái mặt bắt đầu hầm hầm. Ví dụ nhõng nhẽo sao đó, bà làm khúc nhõng nhẽo, cái ví dụ mà nhõng nhẽo gì mà người ta mệt luôn kìa. Nói chung với Khánh Chi với anh Ken hai hiện tại giờ là đã ở chung với nhau rồi, đã ở chung hơn 6 tháng nay rồi. Thì những lúc không đi hát đi quay thì hai chồng lại thường ở nhà với nhau. Thì ở nhà với nhau nhiều khi mà thỉnh thoảng thì mình hỏi anh ơi. Chị kêu khơi vậy á, kêu làm kêu cái gì mới không được. Làm cái gì luôn á, chị cũng kêu vậy đó mà không trả lời là bắt đầu nha. Không phải, để cho chị kể nghe. Anh Ken nhiều khi là coi phim, anh Ken có cái tật coi phim là rất là say mê trong phim. Nhiều khi coi bộ phim nào hay là chơi game hay là nói chung là anh Ken mình không chơi coi phim thôi, coi là coi say mê mà coi nhiều khi hỏi nhiều khi cũng trả lời. Mình nhiều khi mình tới 20 tiếng không nói chuyện là mình kêu để giống như à, em còn đây đó phải không? Mày hiểu không? Anh ơi, giờ mình làm là phải ơi. Có gì đó em mà được rồi. Cái gì cho em là được rồi. Còn không là coi như mệt đó. Không có cái gì hết nhưng mà cũng không đâu. Hiểu không? Nhưng mà vẫn có kêu anh ơi. Rồi phải trả lời gì? Vậy cũng đâu có gì đâu em, cũng được mà. Còn nếu mà bạn lừa trả lời có mút cài vô điện thoại đi. Nghe kiểu mấy chục lần. Bật lên play back lại. Kêu hoài. Có như ta đang coi phim gây cấn mà cứ. Đúng rồi. Nói vậy thôi đó. Nói vậy thôi. Vậy thôi đó. Rồi. Giờ phía Chi thì muốn Ken thay đổi điều gì? Anh Ken thì có một cái đấy, Khánh Chi mới chia sẻ là anh Ken là xem phim là anh Ken tập trung dữ lắm. Là cái điều đó Khánh Chi nhiều khi Khánh Chi nghĩ Khánh Chi buồn. Coi như là cùng chung một vấn đề thôi. Thôi thì biết rồi thì cố gắng khắc phục. Nói chung cái chuyện này chuyện nhỏ thôi, này mình nói vui thôi. Mà nhiều khi mà kêu ăn cơm á, là mê xem phim là có không ăn cơm. Mà Khánh Chi muốn là xem phim hay là như thế nào nữa thì cái giờ cơm nó phải đúng giờ. Coi như là chăm lo sức khỏe thôi, cái gì cũng đừng có quá. Rồi hiểu chưa, hai bạn hiểu nhau chưa? Sắp tới đám cưới rồi ha. Cứ là mời hai người đó nha. Rồi, giờ hai bạn cứ đi nha. Muốn nói điều gì nữa không trước khi chúng ta kết thúc buổi trò chuyện ngày hôm nay? Em biết tính anh là thường ngày là rất là ít nói. Không biết nói mấy cái lời ngọt ngào như người ta. Sẵn hôm nay chương trình thì anh có một cái bất ngờ cho em. Xong rồi. Cái gì vậy? Móc giấu kỹ gì? Lần giờ anh nhé.
Nói gì đi chứ bạn. Em cảm ơn anh đã dành món quà rất là đặc biệt cho em trong cái buổi talk show ngày hôm nay. Và cũng cảm ơn chương trình đã tạo cho hai vợ chồng mình có một cái buổi trò chuyện giao lưu với tất cả mọi người. Và cảm ơn hai MC rất là duyên dáng và rất là dễ thương đã hỏi em nhiều câu hỏi rất là khó trả lời. Nhưng mà thôi, bó hoa này là bó hoa không phải nói là đầu tiên người yêu tặng. Hình như là đây là lần đầu tiên Khánh Chi được cầu hoa. Thì mình là ca sĩ thì rất có nhiều người tặng cho mình rồi, nhưng đây là lần đầu tiên một bó hoa cầu hôn mà Khánh Chi gần 40 tuổi rồi mới nhận được một bó hoa cầu hôn như thế này. Rất là cảm ơn anh rất là nhiều. Yêu là cưới.